bản tin trưa gồm những sự kiện sau hoa kỳ kêu gọi phản ứng lập tức về sự tham chiến của triều tiên lính triều tiên xuất hiện công khai ở nga tổng thống putin thề ngăn chặn ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân quan chức cấp cao của hamas xác nhận shinwa đã thiệt mạng lebanon triệu tập đại sứ iran vì bị can thiệp vào công việc nội bộ Ông Biden và ông Obama lo sợ sự yếu kém của bà Harris Pakistan đóng cửa, các trường học giữa cuộc biểu tình của sinh viên Các nhà báo Afghanistan cảnh báo đất nước sẽ chìm trong ưu tối Tất cả đều có trong bản tin trưa nay Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dây Tinh Hoa thứ Bảy, ngày 19 tháng 10. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, ông Mike Turner, cho biết quân đội Triều Tiên tham gia cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một ranh giới đỏ bị vượt qua và kêu gọi tòa bạch ốc phản ứng ngay lập tức. Ông viết, Kính gửi Tổng thống Biden, theo các bản tin tại trụ sở của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo, khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên đang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu chống lại chúng tôi. Đây thực sự là một vấn đề cấp bách. Tôi đã nói về vấn đề này với Hoa Kỳ, tôi đã nói về vấn đề này với tất cả các nhà lãnh đạo. Các báo cáo công khai từ các cơ quan tình báo Ukraine và Hàn Quốc nêu chi tiết về khả năng di chuyển của quân đội Triều Tiên trên các chiến hạm hải quân Nga trong tháng này chính quyền đã không thông báo cho ủy ban chọn lọc thường trực về tình báo của hạ viện hoặc ủy ban quân vụ hạ viện về bất kỳ đánh giá nào của các cơ quan tình báo hoa kỳ hoặc bộ quốc phòng liên quan đến các hoạt động di chuyển quân này các hoạt động di chuyển quân này nếu đúng sự thật là đáng báo động và là sự leo thang cực độ của cuộc xung đột ở ukraine chúng đòi hỏi phải có phản ứng ngay lập tức từ hoa kỳ và các đồng minh nato của chúng tôi để tránh xung đột lan rộng quân đội bắc triều tiên hoặc tấn công ukraine từ lãnh thổ nga hoặc xâm nhập vào lãnh thổ ukraine phải là một ranh giới đỏ đối với hoa kỳ và nato chính quyền của ngài phải làm cho điều đó hoàn toàn rõ ràng và không thể nhầm lẫn do tính cấp bách của vấn đề này tôi kêu gọi ủy ban tình báo thường trực của hạ viện họp báo mật ngay lập tức về khả năng quân đội Bắc Triều Tiên tham gia vào một cuộc xung đột có khả năng leo thang và mở rộng ở Ukraine. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, người ta đã công bố những hình ảnh đầu tiên về binh lính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được phát quân phục của Nga. Như vậy, những binh sĩ này đã có không quá 72 giờ để huấn luyện bước vào thực chiến. Địa điểm quay video được xác định là bãi huấn luyện Shokhiyev tại Liên bang Nga. Trước tình hình lính Triều Tiên phải hỗ trợ Nga ngay lập tức, nguyên nhân có thể thấy rõ là tại tất cả các mặt trận, binh sĩ Nga đang thiệt hại với tốc độ kinh hoàng. Theo tuyên bố gần đây của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, người Nga đã mất hơn 1.500 lính mỗi ngày. Thành viên Ủy ban Quốc phòng Nga, ông Sobolev cho biết, do tình hình chính trị quân sự rất nghiêm trọng, quân nhân vẫn thiếu hụt ngay cả sau khi có sắc lệnh tăng cường quân đội. Phó tổng này không loại trừ khả năng điều động quân đội vì tình hình ở mọi biên giới của Liên bang Nga đều đang bị đe dọa. Trong một diễn biến khác tại khu vực Lugansk do Nga tạm thời chiếm đóng, tham mưu trưởng quân đội và an ninh của đơn vị quân đội 53847, thiếu tá quân đội Nga, ông Dmitry Vladimirovich Pavuka đã bị thanh trừng chiếc xe của ông đã phát nổ ở ngay tại trung tâm thành phố. Thưa quý vị, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã thu thập được thông tin cho thấy hơn 12.000 binh lính Bắc Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, đã được gửi đến Nga. Họ sẽ thành lập 4 lữ đoàn chiến đấu và sẽ tham chiến chống lại quân đội Ukraine. Việc chuyển quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới Liên bang Nga để huấn luyện và tiếp tục đưa tới chiến tranh ở Ukraine gây ra mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Liên quan đến thông tin này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với quân đội. Những người tham gia cuộc họp bày tỏ quan điểm rằng việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuyển từ việc gửi hàng hóa quân sự tới Liên bang Nga sang việc chuyển quân có thể dẫn đến việc mở rộng chiến tranh từ Ukraine sang các vùng lãnh thổ khác. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố 4 tàu đổ bộ và 3 tàu hộ tống thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã hoàn thành chuyến vận chuyển đầu tiên, gồm khoảng 1.500 lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên từ gần trong Jin, Ham Hung và Musudan, Triều Tiên đến Vladivostok, Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hải quân Nga tiến vào vùng biển Bắc Triều Tiên kể từ năm 1990. Văn phòng của ông Yun cũng cho biết, Hàn Quốc cùng với các đồng minh đã theo dõi chặt chẽ việc điều động quân đội Triều Tiên ngay từ những giai đoạn đầu, đồng thời không đưa tin về việc quân đội của ông Kim Jong-un đã tham gia vào các cuộc giao tranh chống lại lực lượng vũ trang Ukraine hay chưa thưa quý vị tổng thống nga putin cho biết trong cuộc gặp với người đứng đầu các cơ quan truyền thông hàng đầu của các nước brics rằng nga sẽ không cho phép sản xuất vũ khí hạt nhân ở ukraine mối đe dọa như vậy sẽ gây ra phản ứng thích hợp từ liên bang nga tôi có thể nói ngay nga sẽ không cho phép điều này trong bất kỳ trường hợp nào giới lãnh đạo chính trị ukraine ngày nay đã nhiều lần lên tiếng về điều này ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng bước vào giai đoạn nóng bỏng khi đó họ đã nói rằng ukraine nên có vũ khí hạt nhân Interfax dẫn lời ông Putin cho biết, ông nói thêm rằng ông coi các tuyên bố về khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân là một sự khiêu khích nguy hiểm và bất kỳ bước đi nào như vậy từ phía Kyiv sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Không khó để tạo ra vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại, tôi không biết bây giờ Ukraine có thể làm được điều này hay không. Ngày nay mọi việc không dễ dàng như vậy đối với Ukraine, nhưng nhìn chung không có khó khăn gì lớn ở đây. Ông Putin nói thêm Ông cũng lưu ý rằng ông coi Ả Rập Saudi là một nền tảng thoải mái cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Người đứng đầu nhà nước nhắc lại sự sẵn sàng đàm phán của Liên bang Nga trên cơ sở các thỏa thuận Istanbul được người đứng đầu phái đoàn Ukraine ký tắt. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas, Khalil al hayya xác nhận thủ lĩnh nhóm khủng bố Yahya Sinwar đã thiệt mạng tại Gaza vào đầu tuần này. Trong một tuyên bố bằng video, al Hayya nói rằng cái chết của Shinwa sẽ chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho nhóm khủng bố và thề rằng những kẻ chiếm đóng sẽ sớm hối hận vì đã sát hại ông ta. Ông nói thêm rằng 101 con tin vẫn bị nhóm khủng bố giam giữ ở Gaza sẽ không được thả cho đến khi cuộc xâm lược chấm dứt và lực lượng Israel rút khỏi vùng đất của người Palestine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin cho biết, việc sát hại thủ lĩnh Hamas tạo ra cơ hội thay đổi hướng đi ở cả Gaza và Lebanon. Chúng ta hãy xem mọi chuyện diễn biến thế nào, nhưng rõ ràng là có những cơ hội để thay đổi hướng đi và chúng tôi hy vọng rằng, bạn biết đấy, các bên sẽ tận dụng điều đó cả ở Gaza và Lebanon, ông nói. Đồng thời ông Austin cũng cho biết, lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông đã sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ cho Israel. Đồng thời Israel Kass, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, cáo buộc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dẫn đầu chương trình nghị sự cực đoan chống Israel và chống Do Thái. Ông Guterres không hoan nghênh việc loại bỏ tên khủng bố khét tiếng Yahya Sinwa, cũng như ông ta từ chối tuyên bố Hamas là một tổ chức khủng bố sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Ông cho biết trong một bài đăng trên X. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, Thủ tướng lâm thời của Libanon là Najib Mikati đã chỉ thị cho Ngoại trưởng triệu tập đại biện lâm thời của Iran tại Beirut sau các báo cáo rằng Tehran đã bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán về một nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan tới Libanon. Trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro vào hôm thứ Năm, Chủ tịch Quốc hội của Iran là Mohammad Bakr Ghalibaf đã bày tỏ sự cởi mở của Iran trong việc đàm phán với Pháp liên quan tới nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc Tập trung vào việc giảm căng thẳng với Israel sau cuộc xung đột Israel và Hezbollah, ông Mikati đã khẳng định trách nhiệm đàm phán thực hiện nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc hoàn toàn phụ thuộc vào nhà nước Lebanon. Một tuyên bố của chính phủ trích lời của ông Mikati cho rằng: "Chúng tôi ngạc nhiên trước lập trường này. Đây là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Lebanon và là nỗ lực thiết lập quyền giám hộ bị bác bỏ đối với Lebanon." Ông Mikati trước đây đã bày tỏ ý định tự mình giải quyết các vấn đề liên quan tới Hezbollah và Iran, và năm ngoái, ông cũng đã nhiều lần nhấn mạnh những nỗ lực của mình nhằm giữ Lebanon tránh xa cuộc xung đột, đồng thời thừa nhận giới hạn thẩm quyền của chính phủ. Trong một tuyên bố đưa ra vào hồi tháng 10 năm 2023, ông đã công khai thừa nhận quyết định liên quan đến chiến tranh và hòa bình không nằm trong tay tôi hoặc trong tay chính phủ. Phát biểu của ông Mikati đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi ở Lebanon, nêu bật sự chỉ trích về việc chính phủ ngày càng mất kiểm soát. Thưa quý vị, hai vị tổng thống của Đảng Dân Chủ gần đây nhất của Hoa Kỳ đã trò chuyện tại lễ tưởng niệm Ethan Kennedy ở Washington, đánh giá về vị thế của bà Harris trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Bà ấy không mạnh mẽ bằng tôi, ông Joe Biden nói theo bản dịch bằng cách phân tích chuyển động trên môi tại video trong suốt cuộc thảo luận trong khi đó cựu tổng thống Obama đã trả lời Tôi biết điều đó là đúng Nhưng chúng ta còn thời gian Đoạn hội thoại này được dịch cho tờ The Post Bởi Jeremy Freeman Một chuyên gia đọc khẩu hình tại London Là một người bị khiếm thính bẩm sinh Và đã làm việc với tư cách là nhân chứng chuyên môn Được chứng nhận của University College London Cho các bên đương sự, cảnh sát và các nhà báo Trong 16 năm qua đây là một tiết lộ gây sốc khi ngay cả hai tổng thống của Đảng Dân chủ cũng biết bà Kamala Harris là ứng cử viên yếu kém. Ngay từ đầu đã có mối lo ngại rộng rãi rằng bà Harris không phải là một sự thay thế mạnh mẽ cho ông Joe Biden, người rõ ràng là một con tàu đang chìm. Nhiều đến mức nhiều thành viên của Hạ viện đã đưa ra một ý tưởng về một đại hội công khai hoặc loại bà Harris khỏi danh sách cùng với ông Joe Biden, một nguồn tin của Đảng Dân chủ cho biết. Thưa quý vị, chính quyền của tỉnh đông dân nhất Pakistan đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục khi các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo đã nổ ra sau cáo buộc hiếp dâm trong khuôn viên của trường đại học. Sở nội vụ của tỉnh Punjab cũng cấm tụ tập vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Việc đóng cửa này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới khoảng 26 triệu trẻ em cùng với những người học lớn tuổi ở tỉnh phía Đông. Sĩ quan cảnh sát là Ravan Pindi Sayyid Khalif Mehmud Hamdani đã nói với hãng thông tấn AFP vào hôm thứ Sáu rằng 380 người đã bị bắt vì tội phá hoại và đốt phá trong các cuộc biểu tình ở thành phố này vào ngày hôm trước và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại thủ phủ La Hò của tỉnh này vào hai tuần trước sau khi mạng xã hội đang lan truyền một thông tin một nữ sinh viên đã bị cưỡng hiếp trong tầng hầm của khuôn viên trường cao đẳng dành cho phụ nữ Punjab. Cảnh sát đã bắt giữ một nhân viên bảo vệ được xác định trong các bài đăng trực tuyến các cuộc biểu tình kể từ đó đã lan rộng đến các trường đại học trên khắp Lahore cũng như các khu vực lân cận ở Rawalpindi, nơi cảnh sát đã bắn hơi cay và tấn công sinh viên, những người đang cáo buộc chính quyền che đậy vụ việc. Các cuộc biểu tình đã phản ánh mối quan ngại sâu sắc của sinh viên Pakistan về sự an toàn, tình trạng quấy rối và tấn công tình dục đối với phụ nữ tại các trường đại học cũng như sự mất lòng tin vào chính quyền. Thưa quý vị, các nhà báo ở Afghanistan cho biết lệnh cấm hình ảnh và video về các sinh vật sống của Taliban sẽ khiến việc đưa tin về Afghanistan trở nên khó khăn. Bộ Văn hóa và Đạo đức của Afghanistan đã chỉ đạo các nền tảng truyền thông ở các tỉnh như Maidan, Wakadak, Kandahar và Takha không được hiển thị hình ảnh những sinh vật có linh hồn, được hiểu là con người và động vật. Người phát ngôn của bộ là Sayyid ul-Islam Khiber đã xác nhận với hãng thông tấn AP rằng các phương tiện truyền thông do Taliban điều hành đã ngừng phát hình ảnh sinh vật sống ở một số tỉnh vào hôm thứ ba để tuân thủ luật mới. Lệnh cấm này là một phần của bộ luật đạo đức do bộ ban hành vào tháng 8 nhưng lại không áp dụng đối với hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao của Taliban. Trên thực tế, điều này có nghĩa là các nhà báo không còn có thể chụp ảnh hoặc quay video về con người và động vật. Các phóng viên ảnh đặc biệt lo ngại những hạn chế này sẽ gây tổn hại đến sinh kế của họ. Đây là tình hình ngày càng tệ hơn đối với tôi và các phóng viên ảnh khác. Điều này chấm dứt công việc chụp ảnh của chúng tôi. Nếu tôi không chụp ảnh thì tôi sẽ không được trả tiền. Tôi được trả tiền cho những bức ảnh tôi gửi cho các hãng thông tấn. Một phóng viên ảnh từng đưa tin về Afghanistan cho biết, cho đến khi Taliban chiếm Kabul bằng vũ lực và lật đổ chính quyền của Ashraf Ghani từ năm 2021, đã tuyên bố rằng Sắc lệnh này đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết của việc thế giới bên ngoài không còn phải chứng kiến những hành động tàn bạo và vi phạm nhân quyền ở Afghanistan. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.